Hôm nay lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Indonesia được tổ chức tại cung điện Garuda ở thủ đô mới Nusantara với sự tham dự của Tổng thống Joko Widodo và Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto cùng các thành viên nội các. Đây là hoạt động đầu tiên mang tầm quốc gia được tổ chức tại thủ đô mới và đánh dấu sự khởi đầu của quá trình rời thủ đô khỏi Jakarta. Thực tế, hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng còn hạn chế và dự án thủ đô mới hoàn thành được khoảng 15-20% khối lượng xây dựng. Vì vậy, số người tham dự buổi lễ chỉ khoảng 1.300 người thay vì 8.000 đại biểu như dự kiến ban đầu. Trong khi đó, Phó Tổng thống Ma'ruf Amin và Phó Tổng thống đắc cử Gibran Raka Buming Raka đã tham dự một buổi lễ diễn ra đồng thời tại Cung điện Nhà nước Merdeka ở Jakarta. Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Indonesia cũng diễn ra ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là sự kiện được người dân mong chờ, mang ý nghĩa đặc biệt khi được đồng thời tổ chức ở cả hai thủ đô của quốc gia vạn đảo. Trong đó nhiều tuần, cả Jakarta và Nusantara đều chạy đua với thời gian để tạo nên một diện mạo tươi đẹp nhất cho ngày lễ lớn của đất nước.